Món măng này mà ăn củ sen này mà dễ ngủ của bạn đó. Theo các bạn thì một tí quái này mình như là mình cũng nhầm là 2 đồng một gói, khoảng 7.000 Việt Nam đồng mình các bạn, 7.000 các bạn nhé. Rất nhiều đồng chục món ở đây mình không nhớ nổi này. Chỗ này khoảng 50.000 tiền mình các bạn ạ, cả chai nước này. Mình ăn hết một món rồi bạn, 2 món rồi bạn. Măng vẫn còn một tí, để cho ăn tiếp. Bây giờ mình sẽ ăn món này. Mấy món này món gì? Bạn món này mình sờ thấy mềm mềm. Không biết, tại vì mình không biết chữ tiếng thì mình có biết chút ít. Các bạn thông cảm nhé, mình cứ mua thế là lạ, mình cứ mua về thôi, mình biết là đồ ăn vặt thôi chứ không biết nó gì. Chân gà ở đây thì mình thấy chân gì thì mình nhìn ngoài bề ngoài mình biết được. Giờ mình sẽ cái này cái gì nhỉ, cũng như cái phê gì nhỉ, đỏ ớt cay các bạn ạ, miếng giò. Đậu các bạn, đậu ướp các bạn, đậu phụ các bạn, ăn được các bạn, vị thơm thơm béo béo. Mời cả nhà cùng ăn nhé. Hay quá, đã lè nữa rồi. Bỏ hơn mất bỏ hút. Các bạn đây bỏ hút của Trung Quốc nhé. Bỏ hút. Mà các bạn uống nhé. Ôi, mới ăn 3 món là đã cay của các bạn ạ. Cay lè cả lưỡi. Bây giờ mình sẽ ăn sang món thứ tư. Mình thấy món này ngon. Nhìn như vừa uống các bạn. Các bạn, đó. Đó. Các bạn nhìn chưa? Nhìn thịt lượng mình nghĩ là thịt lượng thì mình không biết chữ. Bây giờ mình sẽ ăn thử các bạn. Ở đây có ngày tháng sử dụng là 2022 các bạn. Wow, làm gì mà để lâu vậy các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn nhé các bạn nhé. Đây. Này, món nước cay, toàn đồ cay các bạn. Mà các bạn cũng ăn nhá. Xem món này món gì. Không biết phải thịt nợ không các bạn ạ. Ăn cũng mùi thịt bò. Nhưng mà thịt bò thì có 5 khoai các bạn ạ. Chính ra 20.000, 20.000 được một túi thịt bò này. Không phải. Ăn mùi thịt bò nhưng mà này như thịt lợn các bạn. Ngon, cay các bạn. Cái này có độ lăn thôi mà xương nào. Cái cay dai dai mùi kiểu thịt bò.